Xin chào các bạn. Thời gian vừa qua thì tôi đã giới thiệu với các bạn khá nhiều các cái video về khả năng vận hành của E34 ở các điều kiện địa hình khác nhau, rồi là thời gian sạc pin đối với từng trụ sạc. Hôm nay thì tôi mời các bạn cùng kiểm tra xem xe này có ồn hay không. Như các bạn đã biết thì độ ồn của một chiếc xe khi đang di chuyển thì phụ thuộc khá nhiều yếu tố chủ quan, khách quan. Chủ quan về nội tại, độ ồn của chiếc xe, khả năng cách âm của xe, nào là lốp xe, nào là tiếng vọng khi mà máy móc vận hành, vân vân. Thế còn các điều kiện khách quan thì rất nhiều, nào là gió, nào điều kiện mặt đường, tốc độ di chuyển, nào là các phương tiện trên đường nhiều hay ít. Chỉ cần một trong những cái yếu tố đó thay đổi thì kết quả có thể thay đổi rất nhiều. Chính vì lẽ đó, tôi cũng xin nói trước là những kết quả trong bài trải nghiệm hôm nay chỉ mang tính tham khảo và tương đối để chúng ta hình dung sơ bộ thôi. Trong những điều kiện đo khác nhau, kết quả có thể khác nhau rất nhiều. Thì hôm nay tôi sẽ đo độ ồn của xe E34 ở 3 giải tốc độ khác nhau và quãng đường đo mỗi lần là 2 km. Ở các cái tốc độ 60, 80 và 100. Tốc độ 80 và 100 thì là phổ biến trên cao tốc rồi. Thế còn tốc độ 60 thì tôi muốn đo để có gì so sánh khi mà chạy cùng tốc độ nhưng ở Vendo. Đó. Và bây giờ thì ở thời điểm hiện tại tôi đang có mặt tại đại lộ Thăng Long hướng từ Hòa Lạc về Láng. Điều kiện đường xá khô ráo, phương tiện đi lại thì khá nhiều. Đó. Và bây giờ thì tôi cùng thử nghiệm. Các bạn có thể thấy là khi mà ở trên cao tốc thì độ ồn ngay kể cả khi đứng một chỗ thì cũng khá cao. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nhảy múa từ 63, 62, đấy, 70. Ngay khi mà ngồi một chỗ thôi chứ không cần phải di chuyển gì đã thấy rằng rất ồn rồi. Đấy. Thì bây giờ là tôi bắt đầu thử nghiệm với tốc độ 60 km/h. Đó. Rồi bắt đầu di chuyển. Và để cho nó khách quan thì tôi sẽ cài đặt Cruise Control, kiểm soát hành trình, ga tự động. Quãng đường tôi đã sẵn cài đặt rồi. Và bây giờ nhấn nút kiểm tra độ ổn tốt nhất. Lúc này ở tốc độ 60 km/h là 68,5 dB, hiện thời đang là tốt nhất, 300m rồi. Vâng, xuống 67,1 rồi. 67,1 đang là độ ổn tốt nhất mà tôi ghi nhận được. Đây cũng là một trong những quãng đường theo tôi quan sát là tốt nhất trên đại lộ Thăng Long. Rồi. Vâng, độ ồn đã giảm xuống 64 dB. 63,7. Vâng,
Vâng, đã đến lối rẽ và bây giờ thì tôi sẽ tính đấy, gần 2 km rồi. Và như vậy là ở tốc độ 60 km/h thì độ ồn tốt nhất mà tôi ghi nhận được là 62,8 decibel. 62,8 decibel các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ chuyển qua cái tốc độ cao hơn là 80 km/h và bật lại máy. Thì tôi cài đặt lại luôn cái quãng đường. Vâng, và bây giờ thử nghiệm độ ồn. Đây, tôi cài đặt chế độ tốt nhất đây. Vâng, độ ồn tốt nhất ở tốc độ 80 km/h lúc này là 66,7 decibel trên đại lộ Thăng Long. 66,6. 65,8. 65,4. Một km rồi. Ở cái kiểm soát hành trình hay ga tự động của chiếc xe này thì các bạn có thể nhìn thấy là con số nó báo nó không được ổn định cho lắm, nó cứ nháy nháy liên tục, nhưng mà nó không đến nỗi như là chiếc Grand i10 hôm xưa tôi chạy là nó cứ báo nhảy tới 2 km, nhưng mà đây là chỉ có nhấp nháy giữa 79 và 80 thôi. Và 1,6 km đã trôi qua rồi, độ ổn vẫn là 65,3, độ ổn tốt nhất. Vâng, như vậy là đã tròn 2 km rồi. Và ở tốc độ 80 km/h, các bạn có thể thấy tôi đang ghi nhận là độ ồn tốt nhất đang là 65,2 decibel. Đấy, con số này là cũng khá là tốt. Bây giờ thì tôi mời các bạn chuyển luôn qua tốc độ 100 km/h. Đấy, không động gì chân ga chân phanh cả. Tôi đợi qua cái đoạn này cho nó an toàn đã nào. Vâng, và lúc này thì tôi đã cài đặt cái tốc độ ga tự động là 100 km/h và tôi cài đặt lại, thiết lập lại quãng đường đây. Vâng, và độ ồn đây, giờ mới bắt đầu tính. Rồi, độ ồn tốt nhất lúc này đạt được là 69,3 decibel, tốc độ 100 km/h trên đại lộ Thăng Long. Điều kiện thời tiết khá là thuận lợi, khô ráo. Vâng, 68,8. 68,5. Như vậy là 2 km đã trôi qua và độ ồn chúng tôi ghi nhận được ở tốc độ 100 km/h trên đại lộ Thăng Long tốt nhất là 68,5 decibel. Vâng, 68,5 decibel. Thì như tôi đã nói là độ ồn này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đường xá, rồi là thời tiết, rồi là nội tại của chiếc xe. Thì chỉ cần bạn thay đổi một chút về điều kiện đường xá thì độ ồn cũng đã khác nhau rất nhiều rồi. Thì con số này thì mang tính tham khảo. Lát nữa thì tôi sẽ mời các bạn cùng trải nghiệm nhanh một chút khi mà chạy với tốc độ 60 km/h.
thì lúc đó ta sẽ có thêm thông tin khi mà chạy đường nội đô. Những yếu tố xe cộ bên ngoài là tác động ít hơn thì sẽ có cái độ ồn khác biệt như thế nào. Một số bạn băn khoăn về tốc độ tối đa của chiếc xe, thì cái này thì nhà sản xuất cũng đã công khai, nhưng mà trong thông số kỹ thuật thì họ công bố là 130 km/h. Trong khi đó thì ở sách hướng dẫn sử dụng là 136 km/h. Thực tế thì trong cái đoạn đường rất ngắn, điều kiện cho phép thì tôi đã thử, và tốc độ cao nhất cũng nhảy múa, nhưng mà nó sát ở mức 136 và 137. Đấy, 137 thì không cố định được, còn 136 thì cứ nháy nháy giữa hai cái số đó. Nếu ai mong chờ gì đó một chiếc xe điện thuần điện mà chạy tốc độ cao hơn ấy, thì các bạn sẽ có đôi chút thất vọng. Nhưng thực tế thì đi trên cao tốc, tốc độ tối đa được phép đúng luật của chúng ta thì mới được có 120 km/h. Ví dụ như chạy trên cao tốc Hải Phòng hay là đường đi Ninh Bình chẳng hạn. Đấy, chỉ có tầm đó thôi, không có hơn. Nên là tốc độ tối đa kia là dư rồi. Thế còn các cái xe xăng thì không thể so được. Tuy vậy thì xe điện không hề chậm và yếu. Các bạn có thể so sánh với xe xăng dầu tầm 2.0 tăng tốc hay là chở đủ tải mà leo dốc, thì các bạn đã thấy rất tốt, rất khỏe. Còn tốc độ tối đa thì đúng là thua. Vâng, và bây giờ tôi đang chạy ở đường ngoại ô. Tốc độ đang đặt là 60 km/h. Vâng. Và độ ồn lấy mẫu chậm tốt nhất đang ở mức 62, 63.7, vừa nãy là 62.3. Đó, 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 đó. Vâng, ở tốc độ 60 km/h khi chạy ngoại ô, độ ồn tốt nhất mà tôi ghi nhận được là 61 decibel. Vâng, trước mặt là quãng đường không thể di chuyển được tốc độ 60 km/h nữa rồi. Nhưng mà như vậy thì chúng ta đã có những thông tin cơ bản rồi. Cùng một tốc độ 60 km/h thì ở trên cao tốc, độ ồn tốt nhất mà tôi ghi nhận được 62.8 decibel. Còn cũng với tốc độ đó, khi mà chạy đường ngoại ô này thì độ ồn nó thấp hơn rất nhiều, 61 decibel mà thôi. Đó. Vâng, qua những cái kết quả vừa rồi thì cho thấy là độ ồn của E34 ở mức tôi thấy là trung bình, nó khá là tương đương với một số mẫu xe sedan hạng B mà tôi đã chạy thử, ví dụ như là Vios hay là Honda City. Như vậy là qua rất nhiều số liệu vừa rồi thì các bạn có thể hình dung về độ ồn của E34 khi chạy các cái tốc độ khác nhau ở các điều kiện đường xá khác nhau. Tuy nhiên, đó mới chỉ là độ ồn khi chúng ta ngồi trong xe, mà khi mà nhìn tổng thể, tại sao lại nói là xe điện giảm độ ồn là khi mà ở ngoài xe, chắc chắn cũng như xe máy điện, cái độ ồn của chính chiếc xe gây ra cho môi trường xung quanh là rất thấp. Đấy, đi xe máy điện hay đi ô tô điện thì cũng gần tương đương giống nhau, là đi gần tới nơi người đi đường mới có thể phát hiện được có xe, thậm chí mà chú ý việc khác thì còn chẳng thể phát hiện được. Trong khi đó, đối với xe động cơ đốt trong, xe xăng, xe dầu thì tiếng nổ, tiếng động cơ đã có thể là một cảnh báo. Hy vọng là các bạn đã có những cái số liệu, thông tin tham khảo hữu ích. Video của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.